Ban Mai, gia thế khủng, mẹ là thẩm phán, mắt chứng khó đọc, được Katrina Gray động viên thi Hoa hậu. Trước khi có được nền tảng tốt như hiện tại, Ban Mai cũng trải qua những khó khăn nhất định. Với xuất phát điểm có nhiều khó khăn về thể chất cũng như trí tuệ, thay vì chấp nhận tôi đã lựa chọn sự kiên trì, tân Hoa hậu chia sẻ. Trần Thị Ban Mai là một trong số những thí sinh nổi bật từ vòng sơ tuyển của cuộc thi Miss Beast Việt Nam 2022. Chiến thắng của người đẹp không gây bất ngờ. Ban Mai sinh năm 2000, cao 1m72, số đo 3 vòng, 84-62-92cm. Tân Hoa hậu có gương mặt khả ái, dễ tạo thiện cảm. Trong đêm chung kết, Ban Mai gây ấn tượng bởi đều hoàn thành tốt các vòng thi ứng xử ở top 5, top 3. Người đẹp trình bày ngắn gọn, xúc tích, có quan điểm rõ ràng. Ban Mai cũng nói tiếng Anh trôi chảy. Trước nghi vấn được ban tổ chức thuê đi thi, nàng hậu thẳng thắn cho biết, không có chuyện ban tổ chức thuê tôi đi thi vì giao tiếp tiếng Anh tốt. Tôi nung nấu ý định thi Hoa hậu từ lâu. Sau khi tốt nghiệp đại học hồi tháng 5, tôi thi Miss Beast Việt Nam vì cảm nhận đây là cuộc thi mang tính nhân văn, hướng tới các giá trị chân thiện mỹ và hòa bình. Tôi muốn được giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người trẻ đang gặp vấn đề tâm lý. Trước khi đăng quang Miss Beast Việt Nam 2022, được biết đến là một thông dịch viên chuyên nghiệp. Cách đây chưa lâu, Ban Mai nổi tiếng khi từng kề vai sát cánh với Miss Universe 2018, Katrina Gray, trong vai trò thông dịch viên khi nàng hậu sang Việt Nam làm giám khảo Miss Universe Việt Nam 2022. Tại đây, cô ghi điểm bởi vẻ ngoài trong sáng, thông minh, tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Cộng đồng mạng cho rằng, việc làm việc với một hoa hậu quốc tế đã thôi thúc Ban Mai ghi danh ở đấu trường nhan sắc lần này. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, tân hoa hậu Miss Bee Việt Nam 2022 Trần Thị Ban Mai xuất thân trong một gia đình khoa giáo và sở hữu bản thành tích học tập đáng nể. Người đẹp cho biết, năm lên 5 tuổi cô được phát hiện mắc chứng khó đọc và suy dinh dưỡng nặng. Nếu như bạn bè cùng trang lứa chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để nhớ, biết mặt chữ, thì Ban Mai mất đến 3 tháng. Khi học hết lớp 5, Ban Mai chỉ nặng 35kg, dẫu đã cao đến 1m60. Dù vậy, bằng sự nỗ lực của bản thân và gia đình, Ban Mai sở hữu bản thành tích học tập mà không phải ai muốn cũng được. Liên tiếp trong 12 năm học, từ tiểu học tới hết trung học phổ thông, Ban Mai luôn đạt học sinh giỏi về học lực. Năm 10 tuổi, Ban Mai tập chơi thể thao và giành được phần thưởng đầu tiên là chiếc huy chương đồng bộ môn bóng chuyền. Trước đó, Ban Mai từng đăng hình ảnh chụp bảng điểm năm lớp 11 của cô trên trang Facebook cá nhân. Bảng điểm này nhanh chóng được đào lại khi cô nàng đăng quang hoa hậu. Có thể thấy, Ban Mai học đều các môn với điểm trung bình cả năm rất cao. Cô đạt điểm bình quân 8,8, giành danh hiệu học sinh giỏi và nhận được khá nhiều lời khen từ giáo viên chủ nhiệm. Đặc biệt hơn, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Ban Mai du học chuyên ngành truyền thông và quan hệ công chúng tại Đại học Fisher, bang Massachusetts, thành phố Boston của Mỹ. Suốt 4 năm học, cô luôn nằm trong top 12% sinh viên danh dự và xuất sắc của trường đại học mình theo học tại Mỹ. Tân Hoa hậu Miss Bee Việt Nam 2022 còn tốt nghiệp với tấm bằng Summa Cum Laude, bằng danh dự xuất sắc cao nhất chuyên ngành truyền thông và quan hệ công chúng của Đại học Fisher. Chưa hết, hồi tháng 6 năm 2020, Ban Mai tham gia làm thành viên trong đội ngũ marketing của tổ chức STEAM for Việt Nam, tổ chức phi lợi nhuận tạo ra các khóa học online dạy lập trình miễn phí cho trẻ em Việt Nam. Người đẹp cũng là thành viên Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thuộc Hội Luật gia Việt Nam từ năm 2021. Cô nói, những cơ hội này giúp bản thân thấy thích thú và mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Tôi nghĩ trẻ em, thế hệ trẻ là một trong những đối tượng cần được quan tâm nhất hiện nay, không chỉ thể chất, trí tuệ mà còn về mặt tinh thần. Là một người trẻ may mắn được lớn lên trong một đất nước hòa bình, trong tình yêu thương của gia đình, nhưng tôi cũng đã từng có những trăn trở, mặc cảm hay những cuộc chiến của riêng mình. Tôi đã và đang chứng kiến rất nhiều người em, người anh, người chị bị tổn thương trong chính gia đình của mình hay bị những xung đột trong bản thân mình nuốt chửng. Đó có thể là những người tôi quen biết hoặc những câu chuyện tôi được thấy trên báo đài với tần suất ngày một nhiều. Có rất nhiều người mặc định Gen Z là một thế hệ yếu đuối trong sự sung sướng, nhưng tôi tin bối cảnh xã hội tạo nên con người. Dẫu không phải lớn lên trong sự nghèo đói, chiến tranh hay bom đạn, nhưng họ vẫn phải đối mặt với những cuộc chiến nội tâm của chính mình. Việc xã hội và cộng đồng nên làm là giúp đỡ những người trẻ vượt qua những rào cản nội tâm của bản thân, từ đó thúc đẩy họ phát triển trí tuệ và tài năng để ngày một thành công hơn, Ban Mai chia sẻ. Khi nói về bản thành tích này, Trần Thị Ban Mai khiêm tốn tâm sự. Những thành tích tuy không quá lớn nhưng luôn là niềm tự hào và động lực gợi nhớ tôi về sự cố gắng cũng như nỗ lực của bản thân. Với xuất phát điểm có nhiều khó khăn về thể chất cũng như trí tuệ, thay vì chấp nhận tôi đã lựa chọn sự kiên trì. Tôi nghĩ chính sự quyết tâm, ý chí là chìa khóa giúp tôi vượt qua mọi rào cản của bản thân, can đảm theo đuổi ước mơ và đạt được điều mình mong muốn. Cũng chính vì vậy, quan điểm trong cuộc sống của tôi luôn là bạn chỉ có thể thất bại khi bạn ngừng cố gắng. Ban Mai sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm các công việc liên quan tới pháp luật. Mẹ của Tân Hoa hậu là một thẩm phán. Bà cũng là người có sức ảnh hưởng lớn nhất tới con gái. Tân Hoa hậu Miss Bee Việt Nam 2022 cho biết mẹ là người cô ngưỡng mộ và là hình mẫu mong muốn trở thành. Cô chia sẻ, tôi từng mặc cảm về ngoại hình, tự ti về việc mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi bằng các bạn đồng trang lứa.
Hòa bình nghe có vẻ là một khái niệm đơn giản nhưng có thể là một trạng thái mà con người phải theo đuổi cả đời để sở hữu, để tìm được sự bình yên, hạnh phúc và hòa hợp, không chỉ tại môi trường mình sinh sống mà còn trong chính tâm hồn của mình. Cũng chính vì lẽ đó, mẹ là người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến tôi. Là một thẩm phán, mỗi ngày mẹ đều phải đối mặt với những vụ án căng thẳng, phải đưa ra những quyết định cân bằng giữa tình cảm và lý trí. Đó đều là các cuộc đấu tranh không hề đơn giản, nhưng mẹ vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, trừng trị bạo lực cái ác và bảo vệ chính nghĩa người dân. Có thể nói, mẹ chính là một trong những chiến sĩ mang trong mình trọng trách gìn giữ và duy trì hòa bình của đất nước. Tuy với áp lực và trách nhiệm lớn lao đó, mẹ vẫn luôn chu toàn chăm sóc cho gia đình, là một người phụ nữ độc lập và bản lĩnh. Vì vậy, mẹ luôn là một hình mẫu tôi ngưỡng mộ và muốn trở thành.